Đây là chiếc Toyota Fortuner anh em thấy không ạ? Đèn đó là đèn bi projector ấy nhá, nhưng mà nó là bóng halogen. Đấy, anh em thấy ánh sáng cho ra đây, ánh sáng cho ra rất là yếu. Nó cái này nếu mà để mà đi buổi tối mà anh em đi cao tốc nữa thì gần như là không đáp ứng đủ cái nhu cầu cho anh em đi sử dụng. Và thì cái tầm nhìn sẽ rất là hạn chế, và thứ hai là đi nếu có mưa có sương nữa thì anh em gần như sẽ không thấy cái gì cả. Đấy, và để mà cái giải pháp an toàn cho anh em mà đi vẫn lắp đặt zin cho anh em nhá. Giữ nguyên tính năng tất cả các tính năng auto và lắp đặt zin cho anh em. BMW 3.0 lắp vào vị trí nguyên zin này cho anh em này. Đấy, bằng hôm nay em sẽ thay lắp đặt cho chiếc xe này, đó là một bộ bi LED. Còn trong cái phân khúc của vua bi LED đây, đó là dòng X-Line V30 Ultra. Thì dòng này vẫn là đang là cái dòng mà anh em đang ưa chuộng và lắp nhiều nhất trong các phân khúc của bi LED. Đấy, anh em lắp vào đây, cô bi sẽ cùng kích thước với cái bộ bi này, và anh em chỉ lắp vào là xong. Và tất cả các dây rắc lắp đặt là zin, và anh em sẽ tháo ra và bỏ bộ bi zin này ra và thay vào bộ bi LED này vào. Ánh sáng tăng gấp 3 đến 4 lần và đèn bi hỗ trợ cả hai chế độ pha cốt cho anh em. Đấy, anh em hãy chờ đón kết quả trước và sau khi nâng cấp sẽ như nào ạ. Cảm ơn anh em. Vâng, đây là anh em thấy đây là sau khi mà bi đã nâng cấp xong này, bi được lắp vào vị trí zin như ban đầu. Đấy, sẽ không phải để cắt cọt gì nhá. Sau này anh em muốn về zin, anh em chỉ cần lấy quả bi của zin và anh em lắp trả lại là xong. Đấy, còn ánh sáng thì anh em thấy đấy, đây là ánh sáng sau khi nâng cấp xong. Ánh sáng cốt cho ra rất là rộng, sắc nét, sáng hơn đèn cái zin gấp 3 đến 4 lần. Còn ánh sáng đèn pha này, anh em thấy đấy. Đấy. Đối với dòng V30 này thì ánh sáng đèn pha nó sẽ có thêm một cái tâm trợ vàng nữa, trợ pha nữa, và nhiệt màu nó xuống khoảng 5.000. Đấy, cho anh em đi trời mưa trời sương anh em đi thoải mái em nhá. Và cốt con này thì cực kỳ rộng. Đấy. Với hệ thống điện sẽ được với công suất cao hơn thì hệ thống điện sẽ được làm lại và lắp đặt là đi lại đường dây điện zin. Anh em có thể thấy đây là những cái bộ dây điện chuyển đây, lắp đặt gọn gàng và đảm bảo là có dây chống cháy cho anh em, có cầu chì riêng để ngắt. Đấy, anh em không phải lo lắng về hệ thống điện xe có vấn đề gì trục trặc nhá. Còn anh em hãy đến với Agala Auto Agala Thái Nguyên để bên em tư vấn lắp đặt cho anh em những sản phẩm chính hãng lắp đặt tốt nhất cho anh em. Cảm ơn anh em.